Viện kiểm sát quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố 4 cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y cùng với 3 người khác vì tiếp tay cho công ty Việt Á. Vụ án này sẽ được tòa án quân sự thủ đô đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 12. Theo cáo trạng, tổng số tiền Phó tổng giám đốc Việt Á đã chi phần trăm hoa hồng sau khi được thanh toán tiền bán ký xét nghiệm tại một số địa phương cho 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y là 7,1 tỷ đồng. Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về triển khai lực lượng tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Trung tướng Đỗ Quyết, khi đó là giám đốc Học viện Quân y, đã ký các kế hoạch tổ chức trung tâm xét nghiệm dã chiến để triển khai thực hiện kế hoạch, Lê Trường Minh, trưởng ban hóa dược liên hệ với Hồ Anh Sơn nhờ ứng kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Sau đó, Học viện Quân y tiếp tục ứng và ký hợp đồng mua kit xét nghiệm của Việt Á để phục vụ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền là hơn 32 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tiền, Phan Quốc Việt chỉ đạo cấp dưới mang tiền đến Học viện Quân y đưa cho Hiệu 3 tỷ đồng, Hiệu đưa lại cho Hồ Anh Sơn 2,1 tỷ đồng, đưa cho Thiếu tướng Hoàng Văn Lương 100 triệu đồng, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y số tiền 200 triệu đồng. Cựu Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, cựu trưởng phòng tài chính Học viện Quân y cũng nhận lại quả từ Việt Á 1,1 tỷ đồng. Theo cáo trạng, tổng số tiền Phó Tổng Giám đốc Việt đá đã chi phần trăm hoa hồng sau khi được thanh toán tiền bán ký xét nghiệm tại một số địa phương trên cho 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y là 7,1 tỷ đồng.